Xin chào các bác nhá. Thì hôm nay lại tiếp tục đến với một ca bệnh nữa thường gặp nhất ở trên con heo mẹ hoặc là theo con cai sữa. Đó là cái bệnh với cái tên gọi mỹ miều là viêm da tiết dịch. Tức là con lợn của chúng ta sẽ có hiện tượng như ở trên video này. Đây các bác có thể để ý ở trên video thì những con lợn con có hiện tượng da nó bị sần cháy vàng. Đó. Thì ba con lợn đầu tiên này là trường hợp ở thể nặng này, nó chuyển sang màu đen này. Đấy, những con lợn này là mới hiện tượng bị này, bắt đầu da nó hiện tượng sần sùi lên và bong chóc. Thì những cái trường hợp như này chúng ta phát hiện và điều trị ngay thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả điều trị rất là cao. Đấy, nếu lợn nhà bạn đang gặp cái tình trạng như trong video thì hãy liên hệ ngay theo số điện thoại là 0989 618088 để được tư vấn về hỗ trợ điều trị. Mình đã điều trị rất nhiều các những cái ca như này rồi và nó mang lại cái hiệu quả điều trị là trên 95% các bác nhé. Nó không phải là ca bệnh quá khó và vậy mà khi mà chúng ta phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì tỷ lệ khỏi gần như là 100% luôn. Và xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.